Chào các em, cô rất vui được gặp lại các em qua buổi học toán lớp 5 qua đài truyền hình Trà Vinh. Đã qua 7 tuần học tập, cô tin rằng giờ phút này các em đã biết chuẩn bị cho mình những gì để bước vào tiết học. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học qua một khởi động nho nhỏ các em nhé. Khởi động đầu tiên, chọn câu trả lời đúng, đọc số sau. Cô có con số màu vàng các em chú ý nha. Và dạ, ở đây là cô có đáp án A 1,38 B 1,038 C 1,038 D 1,308 Theo các em đáp án nào là đúng các em? À đó là đáp án B 1,038 Chúng ta đọc số là 1,038 nha các em Chúng ta qua câu thứ hai ở phần khởi động. Cũng là một trách nhiệm nho nhỏ. Chọn câu trả lời đúng. Viết hỗn số sau thành số thập phân. 8 và 25 phần 100. Đáp án A. 8,25. Đáp án B. 82,5. Đáp án C. 8,025. Đáp án D. 82,05. Các em đã chọn cho mình được đáp án chưa nào? Đúng không các em? Phần nguyên là 8. Cho nên ở phần thập phân cũng là 8. Và ở phần phân số 25 phần 100 như vậy có nghĩa là ở phần thập phân nó sẽ có hai chữ số cho nên 8,25 là đáp án chính xác nha các em. Các em biết không? Số thập phân là phần mới nhất trong phần kiến thức của các em ở chương trình tiểu học các em vừa được học ở lớp 5 cho nên các em phần hỏi nắm chắc để sau này chúng ta sẽ không gặp ngỡ ngàng khi học ở phần nâng cao. Cho nên hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em bài 14 hàng của số thập phân đọc viết số thập phân. Mục tiêu của bài hôm nay chúng ta cần đặt được là các em sẽ biết tên gọi của số thập phân. Và chúng ta tiếp tục học cách đọc viết số thập phân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá kiến thức các em nhé. Bài số 1 cô có số thập phân 375,406. Hôm rồi các em cũng đã được học số thập phân được chia ra làm hai phần. Trước dấu phẩy tức là bên trái của dấu phẩy là phần nguyên. Bên phải của dấu phẩy là phần thập phân. Đúng không nào? Bây giờ cô đưa số 375,406 vào cột như thế này. Các em nhìn. Ở đây 3 7 5, 406. Đây là phần nguyên, tức là số tự nhiên. Nếu ở số tự nhiên thì số 5 này nó sẽ nằm ở hàng đơn vị. Và số 7 này sẽ nằm ở hàng chục. 3 sẽ nằm ở hàng còn ở phía sau dấu phẩy các em. Phía sau dấu phẩy các em chú ý cho cô. Sau dấu phẩy là bé hơn 1 cho nên chúng ta phải có sự phần. Sát dấu phẩy là hàng phần 10. Hàng kế bên là hàng phần trăm và đây là hàng phần nghìn. Lưu ý cho cô, phía sau dấu phẩy các em phải nhớ tên hàng là có chữ phần các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau. Em xem. Hàng chục thì như thế nào so với hàng đơn vị? Hàng chục sẽ gấp 10 lần hàng đơn vị. Hàng trăm sẽ gấp 10 lần hàng chục. Như vậy các em thấy rõ ràng hàng trước sẽ gấp 10 lần hàng đứng sau liền nó thì tương tự như vậy. Chúng ta có hàng đơn vị sẽ gấp 10 lần hàng phần 10. Và hàng phần 10 sẽ gấp 10 lần hàng phần trăm. Hàng phần trăm sẽ gấp 10 lần hàng phần nghìn. Nếu tính theo thứ tự, từ trái sang phải, tức là từ hàng lớn qua hàng nhỏ, thì mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Ngược lại, nếu chúng ta đi từ phải sang trái, tức là đi từ hàng phần nghìn, phần trăm, phần mười trở lên, từ hàng bé qua hàng lớn, thì đương nhiên mỗi hàng sẽ bằng 1 phần 10 của hàng đứng trước. Một phần 10 hay chúng ta còn gọi là 0,1. Điều này các em cũng đã được học ở tiết trước rồi. Cô lặp lại, mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Và ngược lại... Mỗi đơn vị của một hàng bằng 1 phần 10 hay 0,1 đơn vị của hàng cao hơn liền trước. Trong số thập phân 375,406, phần nguyên gồm có bao nhiêu các em? Chúng ta sẽ có 375 tức là 370 năm đơn vị. Phần thập phân gồm có 4 phần 10. 0 phần trăm 6 phần nghìn đây xác dấu phẩy các em là hàng phần 10 cách một số là hàng phần trăm và cách một số nữa nó là hàng phần phần nghìn chúng ta có 4 phần 10 0 phần trăm 6 phần nghìn như vậy cái số thập phân này chúng ta sẽ đọc là 375,406 Đúng chưa các em? Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ta tìm hiểu trong số thập phân kế tiếp. Trong số thập phân 0,1985, phần nguyên gồm có 0 đơn vị. Phần thập phân gồm có phần thập phân nè các em. 1/10, 9%, 8/1000, 5/10000 và số thập phân 0,1985 đọc là 0,1985. Các em chú ý cho cô, chúng ta sẽ cùng đọc viết số thập phân 123,456. Chúng ta đọc con số này như thế nào các em? Các em lưu ý cho cô nha. Trong số thập phân này phần nguyên là 123 rồi đến dấu phẩy để đến phần thập phân là 4, 5, 6. 1, 2, 3. Chúng ta đọc như thế nào các em? 123. Có phải đọc như số tự nhiên hay không? Rồi chúng ta lại đọc tiếp dấu phẩy. Và sau đó chúng ta sẽ đọc phần thập phân 456. Có phải cô cũng đọc như số tự nhiên hay không? Như vậy, con số này cô sẽ đọc là 123,456. Khi cô viết, cô cũng sẽ viết phần nguyên trước, 123 trước đến dấu phẩy rồi đến phần thập phân là 456. Như vậy rõ ràng, các em thấy là muốn đọc một số thập phân, chúng ta sẽ đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân. Viết cũng vậy, chúng ta đọc sau thì chúng ta sẽ viết như vậy. Muốn viết số thập phân, ta sẽ viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Trước hết, viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân. Cô vừa cung cấp xong phần kiến thức cho các em, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần thực hành các em nhé. Bài tập 1. Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi số ở từng hàng. Bài tập này có 3 yêu cầu yêu cầu thứ nhất là đọc yêu cầu thứ hai là nêu phần nguyên phần thập phân và yêu cầu thứ ba là nêu lên giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng các em nắm được yêu cầu rồi tiếp tục các em ha bây giờ cô có số đầu tiên hai phẩy ba năm chúng ta đọc như thế nào các em cùng nhẩm theo ta đọc là 2,35. Đúng chưa nè? Bây giờ chúng ta cùng nêu phần nguyên của nó là bao nhiêu nè? Phần nguyên là 2 trước dấu phẩy đúng không các em? Phần tập phân là 35 phần 100 sau dấu phẩy. Chúng ta không thể nói phần tập phân là 35. Bởi vì như cô đã nói, phần tập phân luôn luôn bé hơn 1. Chúng ta không đọc nó là 35, dễ nhầm lẫn với 35 đơn vị phải đọc nó là 35 phần 100. Bây giờ các em sẽ nêu giá trị theo vị trí của mỗi số ở từng hàng. 2 ở phần nguyên chỉ có một chữ số. Đây là hàng gì các em? Đây là hàng đơn vị. Số 3 kế dấu phẩy. Đó là hàng phần 10. Kế hàng phần 10 là hàng phần trăm. Vì vậy giá trị của mỗi chữ số được tính từ trái qua phải là 2 chỉ 2 đơn vị, 3 chỉ 3 phần 10 và 5 chỉ 5%. Các em tiếp tục với số 301,80. Chúng ta sẽ đọc như thế nào? Phần nguyên là bao nhiêu? Phần thập phân là bao nhiêu? Và giá trị của mỗi chữ số từ trái sang phải. Trong số này chúng ta đọc là 301,80. Phần nguyên là 301. Phần thập phân là 80 phần 100. Giá trị của mỗi chữ số tính từ trái sang phải. Ở phần nguyên, 3 chỉ 300. 0 không, chỉ 0 chục. 1 chỉ 1 đơn vị. Phía sau dấu phẩy tám chỉ tám phần mười không chỉ không phần trăm tiếp tục con số thứ ba một chín bốn hai phẩy năm bốn em đọc như thế nào một nghìn trăm bốn mươi hai năm mươi hoặc là em có thể đọc một nghìn trăm bốn mươi hai năm mươi bốn cách đọc nào cũng đúng. Phần nguyên có bốn chữ số là 1942. Và phần thập phân 54 phần 100. Giờ giá trị của mỗi chữ số từ trái sang phải các em nhé. Một chỉ hàng nghìn. Như vậy là một chỉ một nghìn. Chính ở hàng trăm thì là 9 chỉ 900 4 ở hàng chục thì là 4 chỉ 40 Và 2 ở hàng đơn vị thì chính 2 chỉ 2 đơn vị Và ở đây 5 phần 10 4 ở hàng phần trăm 4 chỉ 4 phần trăm Số thứ 4 0,032 Cách làm cũng tương tự các em Số này chúng ta đọc là 0,032 hoặc các em có thể đọc 0,032 cũng được. Phần nguyên là bao nhiêu? Nó chỉ có mỗi số 0 thì phần nguyên là 0. Phần thập phân 32 phần 1 nghìn. Các em chú ý, ở đây phần thập phân có 3 chữ số nha các em. Cho nên Chúng ta phải lưu ý tới đây là hàng phần 1 1000 rồi các em nhé. Chúng ta cùng nêu giá trị của mỗi chữ số. Số 0 đầu tiên chỉ 0 đơn vị. Số 0 thứ nhất đứng liền sau dấu phẩy là 0, không chỉ 0 phần 10. 3% và 2 chỉ 2 phần 1000. Chúng ta cùng đi qua bài tập số 2. Chúng ta viết số thập phân hồi nãy là chúng ta đã nắm được hàng về cấu tạo số về giá trị của từng hàng áp dụng vào phần này chúng ta để làm bài tập số 2 các em nhé bây giờ ở số thập phân đầu tiên 5 đơn vị 9 phần 10 các em lưu ý cho cô 5 đơn vị như vậy ở phần nguyên có mấy chữ số các em 9 phần 10 như vậy thì chúng ta liền kề với dấu phẩy là hàng phần 10 số được viết là Đúng không các em? Chúng ta có 5,9 bài B. Các em lưu ý cho cô. 24 đơn vị 1 phần 10, 8 phần trăm. Tức là 24 đơn vị và 18 phần trăm. Còn số này các em coi có đầy đủ các hàng chưa? 24 đơn vị, tức là phần nguyên nó có tới hàng chục. Vậy nó sẽ có hai chữ số. Đúng không các em? Rồi hàng phần 10 là mấy? Là 1. Hàng phần trăm là mấy? Là 8. Vậy thì chúng ta có số thập phân là? À, số này ta đọc là 24,18. Chúng ta qua bài C. 55 đơn vị. 6 phần 10. 7 phần trăm. 8 phần nghìn. Tức là 55 đơn vị và 678 phần nghìn. Như vậy các em thấy phần nguyên sẽ có mấy chữ số? 55 đơn vị, phần nguyên sẽ là hai chữ số, đúng không các em? Phần thập phân, 6 phần 10, vậy là hàng phần 10 là số 6. 7 phần trăm, vậy hàng phần trăm là số 7. Và 8 phần nghìn, như vậy là ở phần nghìn chúng ta có số 8. 55,678. Tiếp tục bài D. 2002 đơn vị 8%. Các em lưu ý cho cô, 2002 đơn vị. Vậy thì phần nguyên nó có mấy chữ số các em? Tới hàng nghìn tức là có 4 chữ số. 8% ở phần thập phân chỉ có hàng phần trăm, không có hàng phần mười. Vậy thì ở hàng phần mười chúng ta sẽ viết nó là số 0. Cô sẽ được số như thế này, cô đọc là 2002,08. Đúng không các em? Đối chiếu với bài mình viết, có giống của cô hay không nè? Cô nghĩ là các em viết đúng theo đáp án của cô rồi. Bây giờ chúng ta qua bài E. Không đơn vị một phần nghìn. À, số này có hơi đặc biệt một chút. Không đơn vị. Như vậy phần nguyên có hay không các em? Phần nguyên không có, chúng ta sẽ viết nó là số. Số không. Một phần nghìn. Như vậy chúng ta thấy thiếu hàng gì nè? Hàng phần mười, hàng phần trăm. Mà những hàng thiếu thì chúng ta sẽ viết bằng chữ số. Số không. Như vậy thì cô sẽ có con số viết như thế này. một. Hoàn thành chưa các em? Các em đã được làm nhiều bài tập rồi thì những phần cô cần các em ghi nhớ và khắc sâu để làm nền tảng sau này cho các em khi học về số thập phân là chúng ta phải biết cách đọc và viết số thập phân. Muốn đọc số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân khi viết cũng vậy các em muốn viết số thập phân ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp trước hết viết phần nguyên viết dấu phẩy sau đó viết phần thập phân ở phần b cô muốn các em áp dụng những kiến thức các em vừa học để chúng ta cùng làm một số bài tập trắc nghiệm nho nhỏ thôi cô tin rằng không khó nào chúng ta cùng đi vào bài b Số thập phân gồm có 62 đơn vị, 6 phần 10, 7 phần trăm, 8 phần nghìn được viết là Cô sẽ cho các em một số đáp án A. 6,768 B. 62,768 C. 62,678 D. 62,876 Các em sẽ chọn đáp án nào? Số thập phân gồm có 62 đơn vị các em nhé. Như vậy thì ngay từ đáp án đầu chỉ có 6 đơn vị là chúng ta đã loại ra khỏi đáp án của chúng ta rồi. Đúng không nào? Còn lại 62 đơn vị ở bài B, bài C và bài D phần nguyên đều đáp ứng là 62 đơn vị. Ta sẽ tiếp ở bài B hàng phần 10 là 7 nhưng ở trên đề bài là gì? 6 phần 10. Mà bài B là phần 10 là 7 thì chúng ta loại đáp án B. Ở đáp án C phần 10 là 6. Đúng với đề bài. 7 phần trăm đúng với đề bài. 8 phần nghìn đúng với đề bài. Vậy chúng ta chọn đáp án C. Cô nghĩ các em đã chọn được trước khi cô đưa ra đáp án rồi đấy. Chúng ta qua bài C các em nhé. Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm? A. 0,2005 B. 0,0205 C. 0,0025 Hay ta có thể đọc là 0,0025 cũng được các em. D. 0,0502 Các em sẽ chọn đáp án nào? Số 2 ở hàng phần trăm. Ngay đáp án A, 2 là hàng phần 10, chúng ta loại khỏi đáp án chúng ta rồi. Ở bài B, phần nguyên là 0, hàng phần 10 là 0. 2 chính là hàng phần trăm. Vậy ta chọn đáp án B. Đồng ý không? Chúng ta qua bài cuối cùng. Chữ số 4 trong số thập phân 18,524 thuộc hàng nào? a, hàng đơn vị. b, hàng phần 10. c, hàng phần trăm. d, hàng phần nghìn. Quá dễ để các em nhìn ra đáp án. Trên con số 18,524 có một chục 8 đơn vị, 5 phần 10, 2 phần trăm. Số 4 thuộc hàng nào các em? 4 thuộc hàng phần nghìn. Đáp án d. Yeah phần bài tập của các em đã hoàn thành rồi. Về nhà các em xem lại cho cô bài học và làm thêm cho cô bài tập 1, 2, trang 38. Kiến thức cô đã cung cấp xong cho các em. Bài học của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cuối cùng, cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và nhớ giữ gìn sức khỏe các em nhé. Cô chào các em.